Trời ơi, trời ơi, mà xấu dữ vậy ta. Tôi chưa thấy cô nào xấu cái này à. Chết rồi, cái mũi xẹp lép em ơi. Phụ nữ người ta mà anh chê dữ vậy, Linh vừa phải. Cái mũi đó sao mà xẹp, ta nói nó mắt con nửa mí à. Theo em thì cái vẻ đẹp tâm hồn sẽ quan trọng hơn. Ừ, nói gì nghe được nè. Rồi tiếp tục. Khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều, nhưng em kể những cái khuyết điểm chính thôi. Ừ. Em thì em hay ngủ nướng. Đứng trước nhất là những cô gái đẹp là em hơi nhát một chút. Ủa, gái đẹp mới nhát, còn gái xấu không nhát? Tức là cái mức độ nhát nó sẽ nhiều hơn ạ. À, vậy là cái bữa nay càng đẹp càng nhát. Dạ. Tự hồi cô nhát cỡ nào là biết cô mình ghi thế nào nha. Bữa nay là rất nhát luôn. Tình trường đi anh ơi. Tình trường của em á, được mấy người yêu rồi? Em thì em trải qua hai mối tình chính. Mối tình thứ nhất thì em yêu được 1 năm. Còn mối tình thứ hai thì bọn em kéo dài được hơn 2 năm. Chia tay gần 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Khi mà cô ấy quyết định du học ở Nga hay là cô sẽ lập nghiệp ở bên đấy luôn, không về nữa. Em thì tuổi thì cũng lớn rồi nên không thể chờ đợi được. Thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện về. Cũng báo hôm vừa rồi thì cô báo là có bạn trai rồi và có gửi hình cho em và tả những cái tính cách như vậy xem là em có chấm được hay không. Em chấm chưa? Trời. Em chấm rồi ạ. Rồi, chấm rồi. Vậy là xong rồi ha. Xong rồi. Tiễn em lấy chồng. Bạn gái thì sao? Dạ, em thì đã trải qua 3 mối tình ạ. Thì mối tình lâu nhất là mối tình đầu tiên được 2 năm. Và mối tình thứ hai thì kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ ba thì được 6 tháng thôi ạ. Thì lý do chia tay là anh ấy đi xác định là đi nước ngoài và sinh sống cũng ở nước đi ngoài. Nước ngoài. Dạ. Hai bạn này trùng hợp quá vậy ta, sao có bạn trai bạn gái toàn đi nước ngoài không vậy? Thì cả 3 mối tình em đều không liên lạc làm gì. À, không còn liên lạc nữa. Dạ. Vậy nghe bạn trai bên kia mà có bạn gái cũ liên lạc về vậy em thấy sao? Nếu mà hai bạn chỉ liên lạc coi nhau như bạn bè thì không sao. Ok, ta liên lạc, ta nhờ chấm dùm bạn trai mà đâu có gì đâu, đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m62 ạ. Bên kia cao nhiêu à, Tài? Em cao 1m72 ạ. Được. Biết cách ăn mặc ạ, lịch sự. Em thích chàng trai mặc áo sơ mi. Về tính cách thì em thích một chàng trai chủ động, luôn luôn chủ động, hài hước, nói nhiều một xíu tại vì em ít nói lắm. Chàng trai ấy phải biết quan tâm đến mọi người, ổn định về công việc và nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Rồi. Em có điều gì không thích về một người con trai nhỉ? Hút thuốc lá và hay nhậu nhẹt. Bạn trai bên kia có hút thuốc lá gì nhậu nhẹt không? Em có hút thuốc lá ạ. Hả? Nhưng không nhiều ạ. Tuần thì hết 1 bao. Là 1 bao 1 tuần hay 1 bao 1 ngày? 1 bao 1 tuần ạ. Bây giờ em gái nói vậy thì em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của đàn gái? Khoảng 60% thôi ạ. 60% thôi hả? Dạ. Được không em? 60% 60% là được rồi chị. Là được rồi đó hả? Dạ. Còn em trai, em cần người phụ nữ thế nào? Trước đây thì bố em có đưa ra cái tiêu chuẩn. Cái lúc đấy là em chưa qua 23. Thì bố em đưa ra 5-7 tiêu chuẩn. Thế nhưng mà qua tuổi 30 rồi thì bố em bảo là tao chỉ cần tiêu chuẩn cô ấy là nữ là được. Còn đối với em thì cao một chút, qua 1m60. 60. Da sáng một chút, tóc đen một chút, nữ tính. Nữ tính một chút. Vâng. Còn gì một chút nữa? Biết thương yêu động vật. Tại vì em rất là thích mèo chị ạ. Bên đây thích nuôi mèo, được không? Dạ, em thì rất thích nuôi mèo, nuôi chó ạ. Rồi, bây giờ nè, em tưởng tượng đi, bạn gái bên này như thế nào? Em nghĩ bạn của em rất là dịu dàng. Nghe qua giọng nói thì có thể là người sống rất tình cảm, chu đáo. Thì ngoại hình? Em nghĩ là có thể là tóc của bạn hơi vàng một chút. Da trắng, hơi mập một chút. Ủa sao vậy? Sao mà tự nhiên thấy mà đó người ta hơi mập? Anh nghĩ cô gái cao từ 1m63 trở lên là không mập đâu. Vừa vừa người thôi. Anh Linh mới đoán chuẩn, nghe cái chiều cao là biết rồi. Ít có người vừa cao vừa mập lắm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hậu đậu, nói hơi nhiều mà nói không đúng chỗ. Đến đây ít nói. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Bạn bè, đồng nghiệp của em và gia đình em thì ra cái tiêu chuẩn là trong năm nay. Em thì còn gấp rút hơn ạ. Em gấp rút hơn. Dạ, hiện tại thì em cũng đã mới mua nhà rồi ạ. Còn tinh thần thì em chuẩn bị từ lâu rồi ạ. Tốt quá. Vậy thì đánh đanh rút gọn được. Trước được khi, rồi nha. Yeah, cảm ơn chị. Yeah. Thì cụ thể muốn người yêu em như thế nào? Mắt, mũi, miệng em tả như trong cái suy nghĩ của em thử xem. Mắt 2 mí. Mắt 2 mí. Hơi mập một chút. Mập chút.
cười tươi, duyên. Chỉ cần mắt hai mí với cười tươi thôi. Dạ. Tên qua đàn gái coi rồi biết. Qua đàn gái coi giống những gì miêu tả không nha. Trời ơi. Trời ơi. Mà xấu dữ vậy ta. Tôi chưa thấy cô nào xấu cái này à. Thế rồi cái mũi xẹp lép em ơi. Phụ nữ người ta mà anh chê dữ vậy, anh Linh vừa phải. Cái mũi đó. Sao mà xẹp ta nói nó. Mắt có nửa mí à. Theo em thì cái vẻ đẹp tâm hồn sẽ quan trọng hơn. Ừ, nói vậy nghe được nè. Đẹp quá. Chào anh. Rất là xinh ha. Cảm ơn anh. Em có sợ đàn ông đẹp trai không? Nếu mà đẹp trai mà còn găng nhăng nữa thì sợ đấy ạ. Lấy chồng mình đâu đẹp trai quá là không phải chồng của mình luôn á. Dạ em cũng xin mở. Đúng rồi, tự tin được. Em có ghen không? Nói chung là phụ nữ thì ai cũng phải ghen, nhưng mà em ghen ít thôi. Gái Hải Phòng ghen dữ lắm á nha. Anh thấy cặp đôi này đẹp trai đẹp gái như nhau đó nha. Hồi nãy em nói em ở Bình Dương hả? Em ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Em ở làm ở Bình Dương ạ. Em ở Thuận An ạ. Ủa vậy sao em nói mới mua nhà là mua nhà ở đâu? Em mua nhà trên Bình Dương ạ. Thế thì bây giờ khoảng cách người thì ở Bình Thạnh, người ở Bình Dương. Nó giống có chữ Bình à, cái chữ Thạnh với cái chữ Dương nó xa nhau. Ông nói Bình Dương ngay Thuận An em hả? Dạ, ở ngay cầu vượt sông Thạnh. Bình Thạnh nó gần như nhau mà. Quen nhau vậy mình gặp nhau được bao lâu, mình gặp nhau được một lần? Sếp em thì rất là ủng hộ em tham gia chương trình này. Nên sếp em có nói là nếu mà một tuần sếp em sẽ sắp xếp cho đi 3 bữa. Trời, sếp nào mà chịu chơi vậy, tuần cho đi 3 bữa, hỏi làm việc hả? Dạ, em có món quà tặng anh. Ôi cảm ơn anh. Đứng nó luôn, đứng nó luôn. Đứng là đẹp đôi quá, phải đứng lại. Kế đâu? Mọi người thấy hợp lý không? Đẹp trai đẹp gái không nhỉ? Em có lá thư tặng cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy? Thư luôn, em có thể đọc được luôn không ạ? Dạ được. Đọc cho mọi người nghe. Đọc em, đứng đọc đi. Em à, chỉ còn 12 tiếng nữa là anh được gặp em rồi. Không biết em như thế nào nhỉ? Có hay ngủ nướng như anh không? Có hồi hộp như anh lúc này không? Dù chưa biết một chút gì về em cả, còn rất nhiều câu hỏi anh muốn biết về em nữa. Nếu có thể, mình sẽ cho nhau cơ hội em nhé. Chữ viết nhiều ra đây, ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường xinh đẹp biết hết đấy. Vì anh biết kiểu gì ông bà cũng mối cũng được. Cảm ơn anh. Có thể mở quà đấy. Đây là món quà tự tay em làm đấy ạ. Quà. Những bông hồng ạ. 9 bông hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Về gọi ghế ngồi và tâm sự đi hai bạn. Em rất yêu động vật đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em không biết nấu ăn không sao, anh là người biết nấu ăn. Ờ. Thì có gì anh sẽ nấu cho em ăn ạ. Chỉ cho em cách nấu. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Hai người luôn luôn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Em chỉ cần vậy thôi. Nếu như mình có cơ hội tới với nhau thì em muốn sinh con trai hay con gái trước? Em muốn sinh con trai trước ạ. Còn anh thì sao? Nếu mà sau này mà mình có tới được với nhau ấy, thì ai sẽ là người quản lý kinh tế ạ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Dạ. Người phụ nữ sẽ quán xuyến những cái đấy tốt hơn người đàn ông. Em cũng nghĩ thế ạ. Ai cũng nói vậy đấy em. Chúng ta tới được với nhau thì khi nào em có thể xác định là cái đám cưới á? Thì dự định của em là cuối năm nay. Kịp không? Dạ kịp ạ. Trời ơi. Xét đâu đánh dữ vậy. Về Dương ở được không? Sao cho thuyết phục bạn gái coi. Trời ơi. Về Bình Dương được không? Anh có nhà rồi. Có một cái công việc nào đó nó phù hợp với em ở trên Bình Dương thì em suy nghĩ sao? Em, nguyện vọng của em là vẫn muốn ở Sài Gòn để gần bác em. Nhưng mà thôi tùy duyên ạ. Nếu mà em và anh có thể đến được với nhau thì em có thể chuyển về Bình Dương. Nói được gì đâu, giờ chỉ có bấm thôi. Để tay nút bấm đi các bạn. Giây phút quan trọng đã tới. Bấm nút là đồng ý hẹn hò tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian.